Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga rút quân, tìm giải pháp ngoại giao. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Nga muốn đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay, họ nên rút quân thay vì đợi Ukraine giải phóng lãnh thổ bằng quân sự. Nếu Nga muốn tiến theo con đường ngoại giao, họ nên rút lui trước khi chúng tôi mất thêm nhiều người và chúng tôi đẩy lùi họ bằng quân sự. Tôi nghĩ đó là một khác biệt lớn, Tổng thống Zelensky nói với truyền thông Mỹ Latin hôm 3 tháng 6. Tôi tin rằng chúng tôi đang giải phóng các vùng lãnh thổ của mình, và điều rất quan trọng đối với tôi là làm thế nào để không thiệt hại về người hoặc là giảm thiểu tổn thất. Điều đó còn phụ thuộc vào việc chúng tôi có sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối thoại nào hay không. Ông Zelensky nói thêm. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh việc Ukraine có giải phóng được các vùng lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự hay không sẽ phụ thuộc vào Nga. Hiện nay các đối tác của chúng tôi đều nhận thấy điều này và ngay cả những quốc gia hoài nghi chẳng hạn như Đức, Thủ tướng Olaf Scholz cũng công khai tuyên bố, tôi tin rằng không có gì để đối thoại Nga cho đến khi nước này rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Lưu ý rằng không phải cho đến khi Ukraine giải phóng lãnh thổ, mà cho đến khi Nga rời đi, bởi vì điều đó có ý nghĩa với tôi. Nếu chúng tôi đánh bại họ bằng vũ lực, sau đó đẩy họ ra khỏi lãnh thổ, thì chúng tôi có cần phải đối thoại với họ nữa hay không? Ông Zelensky nói. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hiện không có lối thoát nào dễ dàng cho Nga vì Moscow đã mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Họ có thể tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để thoát khỏi tình hình hiện nay. Điều này có nghĩa là họ phải bắt đầu rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi mà không dùng đạn dược hay tên lửa, ông Zelensky nói thêm. Tổng thống Zelensky hôm 3 tháng 6 tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Hablilov cho biết các kế hoạch phản công của Kiev vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây. Trong khi đó, Igor Zhukovsky, phó tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết Kiev vẫn thiếu vũ khí để có thể tiến hành một cuộc phản công thành công vào mùa hè này. Tôi không phải là một quân nhân, tôi đang làm việc trên mặt trận ngoại giao và nhiệm vụ của tôi là kêu gọi thêm vũ khí, viện trợ và đạn dược, nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc phản công thành công thì bạn cần phải có mọi nguồn lực bao gồm pháo binh xe bọc thép và xe tăng nhưng có lẽ chúng tôi hiện chưa có đủ vũ khí ông joska nói thêm ông joska thừa nhận ukraine thiếu các hệ thống phòng không đồng thời đổ lỗi cho các nước châu âu vì không gây đủ sức ép kinh tế lên nga quốc gia vẫn thu lợi nhuận đáng kể từ năng lượng Nga cho đến nay vẫn tuyên bố nước này không thấy triển vọng chấm dứt xung đột khi Tổng thống Ukraine năm ngoái đã ra luật cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Do vậy, Moscow không còn lựa chọn nào ngoài biện pháp quân sự. Ông Medvedev tuyên bố nước Nga giờ hoàn toàn khác so với trước xung đột. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng nước Nga giờ đã hoàn toàn khác và bất cứ nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga mà cố thay đổi tiến trình phát triển của Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đều sẽ bị coi là kẻ phản bội. Ông Medvedev đưa ra bình luận trên qua kênh Telegram cá nhân vào tối ngày 3 tháng 6. Ông khẳng định ông sẽ không thể đưa nước Nga trở lại về quá khứ trước cuộc xung đột Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nói, nước Nga giờ là một nước hoàn toàn khác so với thời kỳ trước chiến tranh. Các lãnh đạo, chính đảng và chính quyền đến rồi đi, nhưng ký ức và các giá trị được củng cố bằng máu sẽ còn lại trong thời gian có thể là vài thập kỷ, thậm chí là vài thế kỷ. Các nhà lãnh đạo mới, bất cứ ai đại diện cho lực lượng chính trị nào sẽ không được thay đổi, chưa nói đến là phá hủy các giá trị và ký ức đó. Ông Medvedev nhắc lại thời kỳ ở Liên Xô cuối thập niên 1940, khi một số nhà lãnh đạo mới của Liên Xô có thái độ xét lại, coi cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại Đức Quốc xã là sai lầm. Từ đó Chính trị gia Medvedev khẳng định rằng bất cứ nhà lãnh đạo chính trị mà cố thay đổi tiến trình phát triển của Nga từ sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 sẽ bị coi là kẻ phản bội. Báo Mỹ, vũ khí phương Tây được lính Ukraine sử dụng trong tập kích lãnh thổ Nga Tờ Washington Post Mỹ hôm 3 tháng 6 dẫn nguồn tin liên quan đến tình báo Mỹ cho hay, vũ khí khí tài mà một số nước NATO, bao gồm Mỹ cung cấp cho Ukraine, cuối cùng đã rơi vào tay các binh lính, mở cuộc tập kích xuyên biên giới vào tỉnh Belgros, Nga hồi tháng 5. Các nguồn tin nói với Washington Post rằng ít nhất 4 xe chiến thuật ban đầu được Mỹ và Ba Lan cấp cho quân đội Ukraine thì nay được triển khai trong cuộc tập kích vào tháng 5 vừa qua. Điều này khiến phương Tây quan ngại về cam kết của Kiev đáp ứng các yêu cầu của họ. Mỹ và phương Tây thường xuyên phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Họ cũng hối thúc Ukraine theo dõi cẩn trọng hàng tỷ USD vũ khí đã chảy vào đất nước này. Quân đội Nga đã công bố hàng loạt các bức ảnh cho thấy các vũ khí khí tài phương Tây bị phá hủy và các binh lính Ukraine bỏ lại trên chiến trường. Trong đó có hai ảnh về chiếc xe thiết giáp Humvee M115A1 kẹt trong hố bom, ảnh về hai xe thiết giáp M1224 Max Pro và một xe thiết giáp AMZ 2 II của Ba Lan sản xuất. Trong khi đó, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ nghi ngờ về độ xác thực của bức ảnh. Kiev cố gắng tránh dính dáng đến cuộc tấn công đó bằng cách tuyên bố rằng cuộc tấn công là do các lực lượng người Nga như Lê Dương Tự do Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga thực hiện. Washington Post cho hay các video do hai lực lượng trên công bố cho thấy các binh lính sử dụng các loại súng trường do xét, bỉ, chế tạo và được hai nước này cung cấp cho Ukraine một phát ngôn viên bộ quốc phòng bỉ thông báo với washington post rằng họ chỉ cung cấp vũ khí cho giới chức và quân đội chính quy của ukraine quy trách nhiệm cho kiev về việc sử dụng các loại vũ khí đó séc và ba lan đã từ chối bình luận về các biện pháp trong báo cáo của tờ washington post trong khi đó bộ ngoại giao mỹ tuyên bố nước này không khuyến khích hoặc tạo điều kiện khả thi cho các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ nga bộ này cho biết thêm washington cũng không ủng hộ việc sử dụng vũ khí khí tải do mỹ sản xuất để tiến hành tấn công bên trong lãnh thổ nga Ukraine muốn có 5 hệ thống Patriot, lãnh thổ Nga bị vũ khí phương Tây tấn công. Tổng thống Ukraine cho biết nước này cần ít nhất 50 khẩu đội phòng không Patriot để bảo vệ các thành phố và quân đội. Trong bài phỏng vấn được tờ Wall công bố hôm 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Kiev cần hàng chục hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng, quân đội trước ưu thế trên không của quân đội Nga, Ông Zelensky nhấn mạnh, Patriot là hệ thống duy nhất trên thế giới có khả năng đánh chặn một số loại tên lửa tiên tiến của Nga và là loại vũ khí có khả năng làm giảm đáng kể khả năng của Nga trong các cuộc khung kích và tấn công tên lửa. Hồi tháng 5, Ukraine tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa siêu thanh Kinza của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot. Moscow đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng Ukraine thường xuyên phóng đại hiệu quả của hệ thống phòng không Patriot. Theo Tổng thống Ukraine, phát động chiến dịch quân sự mà không có hệ thống phòng không như Patriots có nghĩa là một số lượng lớn binh sĩ sẽ không qua khỏi. Mọi người đều biết rõ bất kỳ cuộc phản công nào mà không có ưu thế trên không thì sẽ đều rất nguy hiểm, ông Jeleski nói, mỗi tổ hợp Patriots có giá khoảng 1,1 tỷ USD, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, do đó tổng chi phí cho 50 tổ hợp Patriots là 55 tỷ USD. Con số này nhiều hơn tổng số tiền viện trợ quân sự mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine từ trước đến nay. Washington đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ quân sự trị giá 37 tỷ USD kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Khoản viện trợ đã bao gồm hai khẩu đội Patriot, lực lượng không quân Ukraine xác nhận. Cả tổ hợp này đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ tháng 4. Vũ khí phương Tây được Ukraine dùng để tấn công lãnh thổ Nga Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin liên quan đến tình báo Mỹ cho hay các trang thiết bị quân sự và vũ khí nhỏ do một số quốc gia NATO cung cấp, bao gồm Mỹ, đã rơi vào tay những tay súng thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Nga hồi tháng 5. Các nguồn tin cho hay ít nhất 4 phương tiện chiến thuật mà ban đầu Mỹ và Ba Lan cung cấp cho quân đội Ukraine đã được sử dụng trong cuộc đột kích vào vùng biên giới Belgorod của Nga. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục bày tỏ sự phản đối trước việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nước này cũng hối thúc Kiev theo dõi cẩn thận lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD đã được viện trợ, theo Washington Post. Vụ tấn công được Washington Post đề cập xảy ra vào cuối tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 70 tay súng Ukraine, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, và 5 xe bán tải đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ ở Belgorod. Các tay súng còn lại tại đây đã bị đẩy lùi về phía lãnh thổ Ukraine và bị pháo binh Nga tấn công. Theo giới chức Nga, vụ tấn công đã khiến cho một dân thường Nga không qua khỏi và 12 người khác bị thương. Quân đội Nga cũng đã chia sẻ một số bức ảnh về các thiết bị của phương Tây bị phá hủy. Một số hình ảnh cho thấy hai xe bọc thép M1151A1 Humvee mắc kẹt trong hố bom, Ngoài ra còn có hai xe bọc thép M1224 Max Pro, một xe bọc thép AMZ DZ2 do Ba Lan sản xuất cũng xuất hiện trong các bức ảnh.